Hey, mình là Di đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mời các bạn lên xe tiếp tục hành trình trải nghiệm lái xe đầu kéo trong tựa game này nha các bạn. Đây là tựa game mô phỏng lái xe tích 2. Mình đang chơi bên cái map Remote này. Và trước mặt các bạn đây là nguyên một team Iveco của tụi mình ha. Lý do hôm nay tụi mình chạy con Iveco này tại vì có rất là nhiều bạn yêu cầu mình là anh thử lấy con xe yếu nhất, cái thùng hàng nặng nhất đi. Ok, trước mặt các bạn đây. Thật ra thùng hàng nặng nhất không phải là thùng hàng đầu máy xe lửa đâu, mà là cái thùng hàng có hình trụ á các bạn. Nó tới 70 tấn lận, nhưng mà kéo cái thùng đó thì nó có những con xe dẫn đường. Và đi con đó thì không thể nào chơi online được cùng với bạn bè của mình ha. Ok, cho nên hôm nay mình sẽ kéo những cái thùng hàng nó nhẹ nhẹ vừa phải thôi. Và trước mặt các bạn đây là con xe màu trắng của mình. Mình đang kéo cái máy biến áp, nó hình như tầm trên 45 tấn thì phải. Tiếp theo là Blue với Hòa thì kéo hai cái đầu máy xe lửa, mỗi một cái là 61 tấn ha. Cù hôm nay là kéo cái sàn bê tông. Và cuối cùng là có Thiện với lại Nam Đất, thì hai người này là kéo những cái trailer nhỏ nhất, nhẹ nhất, đó chính là một cái cuộn cáp với lại một cái bình dầu, thì chỉ có tầm khoảng 20 mấy tấn mỗi một cái trailer thôi ha. Rồi bên này thì mình có Khiêm với lại Văn, thì Khiêm cũng kéo đầu máy xe lửa, mà lý do mà Khiêm với lại Văn ra đây đậu á là tại vì Khiêm không có chạy cùng xe với tụi mình cho nên mình đuổi ra, và Văn thì kéo cái trailer đôi rất là dài luôn nha các bạn. Rồi team của tụi mình đang đậu ở cái chỗ trạm của Volvo nha các bạn, trạm sửa chữa các kiểu á. Team nghèo chỉ có tiền mua Iveco thôi, nhưng mà mình đang rất là cố gắng để mua được Volvo cho cả team. Cái con Iveco này là cái con mà sử dụng động cơ yếu nhất trong này, là 310 mã lực nha các bạn. Con Renault của Khiêm là 320. Đó, hôm nay là kéo xe yếu nhất và kéo thùng nặng nhất ha. Ok, tuyến đường đi của tụi mình là đi từ cái thành phố tiếng Nga này đây, đi qua cái đường đèo này và vòng vô cái trạm Debrecen này. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu đi thôi nè các bạn ơi. Ok, đi nha các bạn ơi. Xe nó yếu cho nên là chạy từ từ thôi. Bình thường là mình chạy mấy kia là mình tận lên số 5 mình nhảy mình chạy luôn, nhưng mà bên này thì không lên được số 5 đâu. Dòng xe này có cần quét đi một vòng không hay em thẳng qua luôn? Đi đi. Trời, nó chậm kìa. Nhanh lắm á, vậy là nhanh rồi á. Siêu chậm luôn á. Ô ghim mọi. Tốc độ hiện tại là 37 km/h. Wow. Rồi đi mọi người, đi mọi người. Tính ra là mấy thằng nào mà kéo thùng nhẹ là đi lên đầu tiên á, Thiện với lại Nam Đất đi đầu tiên đi. Tại vì hàng nhẹ. Chứ hàng nhẹ mà đi sau mấy con này một hồi khổ lắm á. Đừng nói tại sao nha. Trượt là mấy con này mà nó không có đơ chớn, nó chết hết luôn á. Chạy là chạy luôn, cắm đầu chạy, nếu mà thấy sao á thì mới dừng lại một xíu thôi. Đừng có chờ mà gần quá là không được đâu á. Tôi thấy bé bong bóng hồng tím nó lên rồi nè. Trời ơi nó bò. Bình thường chạy cái trăm. Hôm nay chạy đâu, bình thường đạp phát là lên giới hạn tốc độ luôn, còn bây giờ đạp hoài nó không lên nổi giới hạn tốc độ nữa. Đạp hồi mỗi giờ mỗi tay hết. Phải nào đi. Đầu đúng không? Cần em giúp không? Cô đang chạy mà nó xỉa không kia. Cần em giúp không? Thôi nha, đề nghị là chạy không có phá nha, chạy đàng hoàng nha mọi người. Mình là team chuyên nghiệp, mình hãy tỏ ra chuyên nghiệp. Sao thằng Hòa nó tạt đầu cô ghê vậy? Cô ở trên giường cái cô ơi. Mình đang có trớn. Cô bị gì á, đứng thấy nó chậu rồi. Thông cảm cho những người có trớn. Lớn lên thì nói bà nó đi. Ai để xem được. Mấy cái này á, đừng mấy đứa đừng có tấp lề, tại vì mấy cái thùng trailer nặng này á, cái sàn của nó thấp lắm luôn. Cái sàn trailer á. 55 km/h. Không lên số được nữa. Alo, 55 km/h. Em chuẩn bị quẹo em. Tốc độ hiện tại là 54 km/h. Ôi, có thằng nó đang vượt nè. Đúng rồi. Thằng Thiện, thằng Thiện kìa, trời ơi, thằng Thiện nó chạy kìa.
thằng này nó muốn lên bàn thờ rồi sao á. Cái gắt lên như vậy chứ. Ở đây gara sửa xe thôi mà có thường vụ như vậy không? Có gì đâu mà chị. Không hết luôn. Đây có gì đâu á. Ra đối với những cái trailer nặng mà các bạn chạy con xe yếu như vậy á thì nó vẫn chạy được, chỉ là chậm về thời gian thôi. Cũng như là trừ khi mà bây giờ thằng nào nó thắng gấp một phát nguyên một đàn, nó dừng nó hơi có chốc chốc thì mới mệt. Nó đâu? Bò canh mấy cái đèo nào gắt gắt á dừng lại. Nó bò cho tới tới đâu luôn á. Một đàn bò nữa chứ không phải là một mình. Với cái đường này nó xấu vậy. Rồi cái đường nó xấu. Đường này như là đường quê á. Đường này mới lắp lại. Lắp đâu, đường này chuẩn bị làm lại luôn cái lắp gì nữa. Chưa có kinh phí. Này toàn con chó không à. Điện lên hả cưng? Đến nói tiếng em. Em đã xin nhan rồi chứ. Em, không có câu xin nhan em ơi. Thôi, nãy nó tạt đầu tôi, nó còn tạt được mà dăm ba cái xin nhan nó là gì. Em biết xin nhan. Nó tạt đầu cái một luôn cái chứ. Mày hư quá gì. Trời ơi, 59 km trên giờ. Ủa, tôi chạy được 65 là liêu liêu. 60 km trên giờ. Ôi, hai bên mình toàn là rừng. Ê, được pha cái chơi. Một hồi có chị gái. Ê, cái nhìn xấu các bạn mà. Ráng là không được ráng. Đường kia đến gung. Gung. Nhìn mấy cái cục này giống như băng keo cá nhân ha. Dán lại ha. Biết giá đường phiên bản Việt Nam không? Biết giá đó chị. Cái này cái gì vậy? Miền Tây nhiều lắm. Kiểu như nó lắp lại đường nhựa gì. Có một trạm thu phí nha. Có trạm thu phí nha. Mọi người biết mà nó làm gì rồi chứ. Cứ khẩu. Không có làm vậy. Không lắp. Biết. Tính ra xe mình là 16 cấp số. Mình chạy chắc là hiện tại đang cấp số 8. Và còn rồ nha các bạn. Tôi chạy số 11 mà tôi chạy được có 60 rồi. 70 rồi. Có gì mà không được. Được rồi, học được rồi, ở nhà đi mấy đứa. Mẹ đủ, được chứ. Ủa, không có chơi ăn điếm được hả? Được. Thằng năm được hả? Chào nha, hàng nặng á, tiền không á. Này toàn là đồ xịn đó nha, máy biến áp đó nha. Ôi, ê, cái trạm này giống như là cái trạm... Cái biên không giới hạn... Ừ, đây là biên giới chứ đâu phải là trạm thu phí đâu. Ai biết đứa nào nói chạm thu phí á, ai biết đâu. Ai biết đâu. Biên giới được vượt được mà. Lên vượt biên giới mấy mày báo cảnh sát bắt hết. Không có kéo tàu lại luôn. Lên. Trời ơi, đem chạy xong mấy tuần xuống còn 20 mà chạy ai. Ai gì vậy? Sáu nè, 16 nè. Trọng như quỷ á. Lên. Không thắng bằng kinh lên. Căng nguyên cái một người dân bây giờ. Mà vào anh Thạch. Nhanh quá, nhanh quá. Ủa mày, cổng này có mở không nè? Mở chứ. Đúng rồi. Ủa rồi, thằng nào nó đâm đầu đi ngang vậy? Đất làm gì ở đất ơi? Rồi xong. Đất nó ăn đất chứ gì? Đoàn tụi nó đã chậm rồi, đất nó còn đậu ngang chắn đường nữa. Không, em lại, ông lại bên phải được mà. Này nó bán nước rồi. Rung quá. Kim ơi, chỗ đó không có mở đâu. Qua Romania. Rung quá. Sao? Đề ba nó không nổi luôn á. Lên. Cố lên. Từ cô ơi, từ cô ơi. Cứu. Ủa Thiện bị gì vậy Thiện? Nó đang chạy thằng em dừng lại. Chi ơi, cái sự này có phải sự sai lầm của tuổi trẻ không? Kịp đi chứ. Thấy nó sai lầm quá. Mình vừa biết gì. Chở chở hai mấy tấn mà nó còn đi chứ. Em chở hai mấy, chị chở có tới 6 mấy rồi nè. 6 mấy rồi. Có mình anh là 40 thôi. 40 hay 45 gì á. Rồi cuối cùng cũng qua rồi. Qua bên cái đường này cho 50 Romania. Mà mình không chạy, mình thật chạy. Đường này mấy con kia bình thường đấu phát một là giới hạn luôn, kịch kim luôn. Đi bạn kim đây. Đi bạn kim. Giờ mới lên được số 6 nè. 6L. Trên đây có mình là một chất.
này tôi nghĩ là mình ra tới đèo là xe nó ngổng luôn á. Trái máy. Ơ thằng Quà. Quà bị tạt đầu quá em. Đúng rồi. Mới bị tạt đầu. What the fuck? Rồi rẻ nha. Đầu đâu ghê. Bị gì nữa? Mấy người mới cái vòng xoay thế hả? Buồn à. Ừ, tới vòng xoay thôi. Tôi chuẩn bị tới nhà rồi. Lẹ vậy. Ừ. Sao tôi Mare. Không bao giờ biết được tầng thở là tầng gì luôn. Chạy mới tầng rùa không? Cái nào rùa văng đúng không? Thằng chú vô cái xăng là văng đúng không? Em còn dưới biên giới mà. Con này còn sợ ra như mới bị tắt máy vậy. Trời đang lên nha các bạn, trời đang sáng dần. Chiếu qua tim tôi. Sang dạo nhà cái cầu nha mọi người, đừng có thắng cái chỗ đó nha mọi người. Rồi, vô thành phố chạy được 50 thôi. Chạy không được 20 nữa nè. Ủa sao chạy giờ tốc độ dữ vậy? Trên đây có cái cầu lên dốc. Ôi thằng Quà. Hello. Quà bị gì? Ôi Quà ơi, Quà ơi. Ủa chị thấy bình thường mà, đã cho trình quật. Nè Quà nó lên nó mới chậm nè. Nó mất chớ đúng không? Đâu nãy nó đang nghe vòng xoay nó tông vô cái gì á. Chạy lấy trớn dữ quá hay sao tông vô cái gì á. Bị kiểu này lấy trớn hơi mệt. Cục điện. Nè lên dốc cầu 30 nè. Ui được. Cái rơ móc cầu Quà lên gì? Không biết gì mà cầu. Xem cái gì nó cứ bị chập chờn vậy ta. Bên kia mà. Dược được chị, dược đi nha. Chị cứ nhanh đâu nha. Ủa ai đằng sau chị vậy? Em hả? Dạ chị không chạy nữa, chị dừng. Chạy đi. Ôi người đâu mà trời, cút cho trời em ơi. Ôi chị ơi, cứu quán cà phê này mẹ em chị mời uống. Mình vô đây mắc giới ở em ơi. Ấm lúc rồi. Chết ga. Xong Quà nó chà lè dữ vậy? Thôi chạy chạy lên được lên đi thể. Dừng đi Quà ơi. Ủa? Chạy thử coi. Ai dừng được dừng đi nha. Chị chạy chậm lắm đó nha. Rồi lên tới đèo nè. Ủa nó đang hoàng. Giúp bị lộ. Chị ngu à. Hàng nặng nha mấy đứa, xe yếu mấy đứa. Đừng có quẹo gắt nha mấy đứa, rớt á. Ui, cái gì đi? À, bây giờ chém. Cái thằng nào màu trắng quen quen ta? Tôi đó. Nó mới vừa. Hình như cái này là đèo thả dốc chứ đâu phải là đèo lên đâu đúng không? Đâu em lo anh thằng mình cho đỉnh đèo mình xuống mà đúng không? Em biết. Vậy cũng được. Nhóm thả. Mấy cái thùng của mấy người mà chở đầu kéo xe lửa là nhớ là đừng có lấy cua rộng nha. Quẹo là nó quẹo theo cái thùng đó cho nên là cứ ôm sát bên trong là quẹo ra thôi. Đó bà Lu. Mới nói sớm tí đi. Mới nói bà Lu. Ê tôi lùi ấy, đừng có lùi. Không có lùi nữa. Không, chạy xe màu xanh dương hả? Quà. Chị chạy xanh lá nha. Di lên được, di lên đi gì? Xe tôi nặng lắm. Cua là để vượt hả? Sao mà lên được đây? Trời ơi. Thằng Quà nó chạy kìa. Ê Quà. Thằng Quà nó chạy kìa. Cái gì vậy? Tại chở hàng nặng nó không giống quẹo gắt sợ nó bị lật. Không, hàng này nó không có lật được, nhưng mà cái hàng này bà cứ quẹo trong lên á, xong rồi lúc mà vô cua á cái thùng nó tự ra à. Cái bánh sau nó quẹo được chứ cái bánh trước. Đúng rồi, bánh sau nó quẹo theo mà. Đều gì đâu mà không tự vậy. Ví dụ tôi. Đó bị gì vậy? Quả ơi là quả, cái gì vậy quả? Đâu,
Rồi đời máy không lên nổi luôn. Không chạy nổi luôn. Không. Anh là nè, gì? Cái đèo này nó có một cái ơi thằng nào tông. Thằng hoài chạy liên quan đó chứ. Đâu có tông anh. Chạy ngồi đó chị, tại chị phanh gấp quá em phanh không có kịp. Đâu có tông anh vậy? Đó. Nè cái đèo này em cái cua nó cho đi. Mình rộng nè. Chị chạy kiểu đó mà em chơi kiểu đó sao ông nội chị cũng giúp đập thắng. Đâu qua tại lúc đó là chị nhận. Đi đi. Cua mà nó không được vượt qua. Cua được cái vượt qua. Mất cái gì vậy? Chở đầu kéo quà nó nặng lắm quà. Thì em biết thắng cũng đâu có nổi đâu. Cua nó vượt con gái rồi đi. Mém thấy lên nổi luôn mày tin không? Còn biên giới qua nó chạy ẩu được chứ. Nên vì vậy mốt đi không cho nó lên xe. Cho nó làm loa xe thôi. Chứa. Mọi người đâu rồi? Em bò dưới đây nè. Để chị vô quán cà phê chị uống đi, chị đá chị da. Chú chạy con bánh. Chú có đèo hả chị? Có đèo hả? Ai biết, em đi lên đèo xuống. Chị sợ nó kiểu như đường quanh co hay gì á. Tốc độ hiện tại 67 km trên giờ. Nhanh rồi. Không có dùng thuốc không? Cho nhanh vậy. Có gì trời. Ấy được gần 70 rồi nè. Ui. Ơi, ông gì ông nói xe này không lật. Ồ, ông nói con này không lật đúng không? Này em biết, tại bà vô cua lẹo quá thì bà lật thôi. Lật hay không lẹo vô trên của cả. Cái thằng cầm lái nữa bà ơi. Thế mà tôi tin ông. Thôi nằm nó ngủ ngon nha. Uống ly cà phê. Bye bye, see you later. Quá đáng. Vậy mà dám nói không sao? Tại vì bà tin gì? Nói là một chuyện, tin là một chuyện khác. Dắn tới giúp vợ. Mới qua biên giới à? Vậy luôn. Thật xa lắm. Tôi nghe đồn ở đó trình độ cao. Nó siêu dễ cao. Thật luôn. Ê. Nó siêu hả? Siêu siêu hả? Lật rồi. Nó dễ là tại vì cái con này nó có đúng rồi, có một cái chân sau à. Trình độ của người lái. Vậy nè, trình độ của người lái. Trời ơi. Bây giờ mình tấp vô mình uống nước xíu thôi. Ok, lượn lại cái đèo nãy nha các bạn. Nãy do bị Y lo đang nhìn gương bên kia mà nó nhìn không được. Phải tracking nó không có track qua được, xong cái lật xe. Lại kỹ thuật thôi, đi nè, đi nè. Đi quà, em đi chơi quà, em là con đường đáng gồm với cái quà. Mà tôi vẫn cảm giác xe của quà xong nó nhanh. Ừ, xe quà nó nhanh cái kiểu gì á. Nó vượt lên ghê lắm kìa. Bà tôi nè, từ 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 từ, lưu. Bà ra đi, bà ra đi, tôi qua bên này. Đi luôn. Ra đi, cho bà đi á. À, nãy dính cái lan can. Dì đi trước đi. Em nhanh hơn mà. Thôi, để xem có ai lật trước. Xem cái cảm giác quả nó nhanh nhanh sao nhỉ? Vô nha. Quả đổ động cơ lại nè, chứ không đâu á. 310 á, lộn 308. Ủa cái gì 310? Ai tin được 308? Ừ, ai tin em. Ờ, ta kêu 310 mà giờ chơi 308. Coi, bán đạp không? Thôi, để 510 nè. Tí được chụp cho coi. Thôi, hồi ai tin em, đó vô cái ram chỉnh lại sao? Cái xe này nè, cái đầu kéo á, nó là một trục cho nên là nó dễ bị lúc mà vô cái cua thôi, cái bên phải của xe nó đã bị kênh lên rồi, vừa bị luôn nè.
Hồi nãy tôi chạy mà tôi dĩ xí hai bánh à. Một phần là dễ lật là gió này, chứ cái thùng này tôi nhớ nó cũng khó lật lắm. Giết mọi người rồi. Kéo mấy anh này, tôi toàn là kéo hai chân sau, bốn chân sau. Ai nghèo như mình đâu, nào mới có tiền mua bên vô. Này này này, cái đạn này dễ lật nha Lu. Thùng bè nó đang chạy. Tôi chạy chậm mà, thất chục chứ nhiêu. Nè, cái mặt dễ đu chôn coi. Chạy trâu, thôi bớt chạy trâu đi. Chạy trâu đi. Ủa ai với chạy nhanh vậy? Dí à? Tôi. Rồi, ông chạy xong xong lên thì chạy nào ông vượt tôi được. Nè, đang lượt vừa lên nè, tôi. Vậy nào không? Tại thùng tôi có 40 mấy tấn à, đâu phải đầu kéo như bà đâu. Thùng bà 6 mấy tấn, thùng tôi có 40 tấn à. Nói ghét không? Muốn kéo, muốn quẹo qua lực thì chắc quẹo luôn á. Ôi, cái chỗ này sơn nó đẹp quá vậy. Nè. Cái của tôi đó. Phạt lỗi đi sai làn đường hay đường một chiều. Ê, đường một nè, phạt gì được rồi. Ê, bây giờ tôi tấp vô được không? Được đúng không? Được, vô đi, được, được, đủ, đủ. Xe nó yếu cho nên là phải đủ độ an toàn. Thằng nào nó ra bay? Thằng nào màu xanh đây? Thằng đó chỉ nhớ thằng Thiện thôi. Nằm đất. Ủa vậy hả? Hai quỷ đó nó kêu em sẽ lấy hàng nặng cuối cùng. Mỗi thằng có hai mấy tấn nghe tức không? Nặng cho quá chút xíu. Ừ, hai mấy tấn chắc nặng. Hai mấy tấn là nặng. Thùng dầu chỉ nhớ 19 mà ta. Này là nước ép. Nhớ lần nước ép. Nước ép nào mà đi chở cái bồn đó. Nước ép nào mà đi chở cái bồn đó. Nước ép nào mà đi chở cái bồn đó. Dầu lộn. Vậy mà còn kêu nước ép cho bằng ghê thiệt. Rõ ràng hồi đầu kêu mình chở dầu, xong rồi mình giới thiệu mình chở dầu. Rồi bây giờ kêu chở nước ép. Dầu, chở dầu đó. Nước mẹo. Chạm mất qua ơi. Nhớ cái rồi. Quả lên hết nổi rồi, Nguyên Tiêu chuẩn bị nha. Đừng lo, tôi cũng có lên nổi đâu. Không, đúng là bà mới đi với Quà. Tại vì bà kéo đầu máy bà với Kim với Quà đi chung. Ủa, Kim chạy bao nhiêu mã lực với Kim? Cái con đi nào nó yếu nhất cũng 308. Đâu, 310 mới là yếu nhất. Đúng, không, con rì đâu á, con rì đâu yếu nhất là 308 à. Ủa, nhớ 302 mà ta. 302, 388 nè. 302. Đúng không, mình 10 mã lực rồi. Ừ, 302. 302. Anh nhớ lúc nãy anh vô anh coi là 302 mà. Hơn 10 mã lực là cái gì đó đó anh. Ờ, đường này hơi lên dốc nhẹ nên nó hơi bò nè. Nó lết không nổi luôn chứ nó bò vậy. Nè, đang sau lưng anh á, đất rồi đất. Vâng. Đất lên trước đi đất. Xỉu. Chạy nhiêu tấn hả chị? Đấy lộn, nhiêu số? Trời, đang chạy số 6. Chị chạy 6 số hả? Đâu, 12 số. Kéo hàng nặng mà chạy 6 số nó là hơi mệt luôn á. Đuối lắm. Trong xe này yếu nữa. Ừ, mấy xe này yếu như quỷ. Nhìn thằng Thiện chạy qua mà tức luôn á. Qua luôn, năm đất nó qua luôn. Giờ mà có thằng nào mà máy 720 mà nó phù một cái nghe muốn lấy đá chọi nó ghê luôn ha. À, xe vượt nha. Xe anh vượt ra nha. Thằng nào đang vượt chuẩn bị á, dừng lại đi, thắng lại đi. Đặt đầu bây giờ. Cái thằng kia. Láo thiệt chứ. Mình ép nó không cho nó vượt. Nè, để coi tai nạn không nha. Ông đụng tới nó đi rồi nó cho ông ăn đất nha. Đuổi vô đất ha. Nè, nó tạc đầu quá. Nó tạc đầu quá. Này thì đụng với mấy người cao to đen hôi. Bỏ. Bà có biết tên gì mà luôn. Chào. Đất nó đi xuống đất rồi. Ủa em xuống mỏi, em xuống à. Nó tạt đầu thằng Hòa. Thằng Hòa nó hút phát lọt đất luôn. Thắng chắc đâu, sao không tại. Thắng không? Thắng, ơi thằng nào đụng nó vậy. Nhà sẽ đứt vậy. Thằng cái đứt nằm ngửa dưới kia luôn. Con nó đào cái đầu. Ê, 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 đào lên vậy. Lùi á, lùi á. Quả, lùi cứng. Chắc cứng lại chữ lớp. Từ từ Lu ơi, cho con Quà nó đi rồi Lu ơi. Nó đi lên kia mà, tôi đi lên đây mà. Quà đừng có quẹo ra, em đi thẳng á. Cái trailer mà quẹo là nó quẹo bên phải theo luôn á. Không, em đang quẹo vô cho nó quẹo ra đó. Nó quýnh gì kìa. Em phải, em bậy rồi. Em quẹo ra luôn, nó mới ra em được. Em cứ chứ. Đi thẳng đi, nếu mà em nó đi được rồi em đi thẳng đi. Đi thẳng đi đã, rồi mới quẹo sau. Tại vì cái trailer nó có cái hướng quẹo vô quẹo ra đó. Mà quẹo cái gì nó cũng kẹt cả. Quẹo ra, màu đen cho ra. Cái đó là lùi mà. Rồi đi thẳng là đi luôn, đi thẳng được thì đi luôn. Đi thẳng ơi, mấy cái thằng thùng đi. Thôi đi đi gì cậy. Thôi bây giờ mình đi tiếp thôi. Hẹn gặp ở trạm xăng dầu bên thành phố nha. Cô ơi.
sáng đèn nhá mà luôn. Không. Tôi lấy giải tôi che hết kính rồi. Ừ, mắt vào mù rồi. Đúng không? Trời, đợi xíu. Bà tuổi. Tôi chế một thủ thuật của khi mỗi lần ông chơi lên nè. Chơi vẫn được nha. Ủa, mất tiêu luôn. Đâu thử cái coi coi bà mất tới cỡ nào. Ủa, tôi đâu có bị ngu. Không anh lắm. Mất luôn, bà mất luôn á, mất khỏi cái cảnh rồi. Hồi thấy cái chấm thanh thanh đúng không? Biết biến cái nhiều. Dược đi, nhá nhá hoài. Ủa kêu che lại đâu mà. Nhá hoài ghét à. Chứ họ chém không á. Ủa mà khoan sao đi ngang cái chỗ. Cái chỗ này mà ở trên có UFO hay gì. Đâu ra UFO à. Đâu ra UFO vậy. Nó lại chơi đồ rồi. Ơi ơi lên dốc rồi. Yếu rồi. Chạy số lên bị đuổi. Tắp vô nha. Ông tắp đi nào chạy qua đây đâu. Chạy được cái ba mấy à. Thấy cũng khỏi mà thôi cũng kệ. Thôi người ta tới 20 tấn mà láo. Sáng đường xíu chỗ này cây che quá tối không thấy đường. Nè tôi mở pha cho ông coi nè. Mở lên, có thấy bà đâu. Nhá không thấy đèn nhá không. Không không thấy luôn á. Vậy là mắt lé rồi đó. Tôi chạy được, ê 74 nè, đường này cho chạy có 70 à. Trời mẹ, muốn chạy sớm cho Master biết rồi. 75 km/h, phải có tốc độ trừ 200 euro. 200 euro. Nghèo không có tiền, không có tiền mua Volvo rồi. Để bị phạt nữa. Nghèo nghèo chứ, phạt phạt trời. Máu đua nó ăn vô tới đâu rồi. Trong người tôi toàn là máu đua thôi. Tao nói đâu đi chứ. Nguyên á. 77 km trên giờ. Đâu. Dần dần em chậm lại rồi được nha. Nó có nhiều người thấy bắt tay quá. Chào mọi người. Trong này có bến xe nè, trong này có người cái trạm xe đậu nữa. Mà đóng cửa bà rồi. Cứ bến xe mà nghe bánh xe. Mình nghe bánh gì? Bánh xe. Mình nghe bánh xe. Bánh xe hả? Bánh xe. Nào nát nó bánh xe. Nghe làm sao á. Nghe đúng rồi chứ gì nữa. Tôi kêu là bến xe. Ông nói bánh xe. Ủa tôi đâu mà luôn bà đi sao thằng Nam Đất đúng không? Ừ. Ừ. Nay gì làm leader. Leader thường dễ bị bắt lắm. Tuổi. Để phạt xin thôi. Muốn đuôi với Nam Đất lắm á. Mà suy nghĩ lại mình muốn cái cửa. Tuổi gì. Tôi nhàn đưa mình thành dựng. Rồi á, vượt đi em. Trời ơi, nó vượt. Thằng Hiển nó vượt qua lên người ta luôn. Nói không? Thì nói không? Ủa, như mình tới rồi đúng không? Cái trạm dầu nó ở đây nè. Hình như lúc nãy mình đang đi thành phố. Ủa? À, đâu, từ từ. Qua cái trạm biên giới, qua cái biên giới rồi mới tới. Đúng rồi, tới biên giới nè mọi người. Ủa, cái màu trắng trắng là gì ta? Trạm à, cưng ký hả? Trạm cưng ký hả gì? Đâu? Không, không. Biên giới luôn mà. Không có màu đen đen hay cần đen đen kìa. Tôi không biết nữa, tôi cũng nhìn thấy. Mình đạp cái dính xe luôn rồi. Tuy là không có đổ dầu nhưng mà đi ngang coi giá dầu hôm nay nó tăng hay nó giảm rồi mình lượt ra. Nay đang giảm nha. Nghe đồn là trạm này không có chỗ thông minh hơn đợt trước rồi. Không có chỗ để trốn. Ơ mà cái chỗ này nó làm đẹp quá nhờ. Ừ. Rồi xong rồi đi đường nào cũng bị hết trơn á. Nóng nó vô lẹ em. Mất lúa ở đây rồi. Chỗ này tốn tiền. Lộn lên luôn rồi. Rồi đợi xíu nó kiểm tra dữ liệu nào mà chở hàng cấm thì tự giác xuống xe để bộ qua nha. Cái gì? Mọi người đậu bên kia đi tại vì nó kiểm tra hơi lâu á. Rồi, được rồi. Mọi người lên. Mọi người một ô đi, chui vô đi. Xe đã chậm rồi, đậu xếp hàng nó rồi khi nào mới đi. Có ba chỗ rồi không? Này. Có thấy cái icon trước mặt không? Như là cái cưng ký á. Phải đâu? Ủa mấy người, mấy đứa có thấy cái icon đen đen không? Thay. Ủa ai cũng thấy rồi không? Chắc tại đen quá không thấy á. Giờ cần ký rồi. Tải trọng là 62 tấn. Đó thấy chưa? Bạn có thể đi tiếp. Ê, có cái trạm cân nhỏ nha. Cân tự động. Tính ra mình nó có trạm cân luôn á. Mình buồn á.
lẹ năm ơi. Rồi qua đây bây giờ còn vô một cái chốt trong này nữa. Em buồn em hết dầu rồi. Ở đây có trạm dầu rồi, xong đổ đi cụ. Ai cũng thích. Giờ nguyên tem ngồi đứng chờ trong khi. Đây còn nữa nè, đây còn chỗ nữa nè. Của em phát hạn tính. À, tính ra bây giờ mình đậu trong biên giới thì mình lùi vô đây mình đậu được á mọi người, mình không cần vô thành phố đâu. Đậu đây đi, vô đây có chỗ đậu nè. Rồi đợi duyệt hàng xong rồi hôm sau mình đi qua bên đó sao. Đây, bây giờ Di đậu trước nha. Ở trạm tôi tới 80 tấn. Mà hơn tôi có 20 tấn chứ nhiêu. Trời ơi, nhẹ nhàng ghê. Vậy mà than. Trời ơi, quá đáng. Quà gì luôn. Quà nó lụm hơn. Biết cái nào mới có tiền lắp camera lùi cho mấy con xe công này ta. Được mà, ông gắn cái điện thoại xuống dưới á. Chị, em qua biên giới mà không cần kiểm tra nè. Ê, lùi xe nha. Chị ngồi thấy ai sau chị? Thấy không? Lùi xe nha. Có cái cần ký nằm chỗ nào vậy? Cái đó nè. Màu đen đó. Em đi qua luôn. Ê, nào mà không có biết cô thì tự giác đậu chỗ khác nha. Nhắc nhẹ vậy thôi. Từ chứ này tông được đó mọi người. Bình tĩnh nha mọi người, con thảo quay vòng à. Ba đâu mà khùng à. Cái anh cụ để em cái. Mình quay hơi quá cái vòng vô lăng rồi. Ok anh. Mình đầu cũng hơi lệch một xíu rồi. Cô bạn ơi. Này cửa này. À mấy năm. À nhưng mình bị đau cái rồi. Tôi bị đậu sai cái làn kẽ một xíu. Từ đây em ra nha. Em ra cái. À đi trước đi. Đi trước đi. Cái thùng này nó quẹo, nó lệch theo hướng á. Nó không giống như mấy cái thùng kia. Cái lúc mà bà quay hết lái để đánh cái thùng ngược lại á, nó hơi lâu so với mấy cái thùng kia. Nó khó căng bình thường xíu. Đấy, trời ơi, lùi thẳng nè các bạn ơi. Quá, nó chuyển quá. Bên đây chuyển quá ơi. Lùi thẳng nha các bạn, đây, lùi ngay cái vạch trắng luôn ha. Ok, bây giờ tụi mình sẽ dừng ở đây nghỉ và hẹn bài tập sau. Sao nữa tụi mình sẽ qua biên giới đó. Có thể khả năng là không có qua đâu. Yên tâm đi nha các bạn. Để em đi qua. Ok, rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tập hôm nay của tụi game lái xe này. Hẹn bài tập sau thì tụi mình sẽ kiếm những cái chuyến hàng cũng như là những cái tuyến đường đi tiếp theo cho các bạn. Chào các bạn. Bye bye. Cái gì? Cây quả rồi, đi xuống.